Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một sợi dây. Các bạn có thể sử dụng làm dây quay túi hoặc là dây trang trí. Bạn có thể làm dây thắt lưng, dây cài tóc, rất là đẹp. Các bạn chuẩn bị len sợi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn hãy tạo một vòng tròn trên ngón tay. Sau đó đưa kim móc vào vòng tròn, kéo sợi ra. Móc vào đây 3 mũi móc xích. Tiếp tục móc 7 mũi móc kép. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ 5. Mũi móc kép thứ 6. Bây giờ đến mũi móc kép thứ 7. Tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Đưa kim móc vào vòng tròn. Móc một mũi móc trượt. Bây giờ các bạn cầm sợi dây kéo rút cho vòng tròn bên trong nhỏ lại. Tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Xoay miếng móc trở lại. Lấy mũi giả, chúng ta tiếp tục móc 7 mũi móc kép vào ô móc xích như thế này. Sau khi móc được 7 mũi móc kép, chúng ta lại tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Đưa kim móc vào ô mũi móc xích, móc một mũi móc trượt. Tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Xoay miếng móc trở lại. Bây giờ chúng ta lại lặp lại họa tiết vừa móc. Mình sẽ móc vào đây 7 mũi móc kép. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Đưa kim móc vào cái ô mũi móc xích. Chúng ta kéo một mũi móc trượt. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Xoay miếng móc trở lại để chúng ta tạo một cái mũi móc tiếp theo. Và ở cái ô này mình vẫn móc 7 mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Móc một mũi móc trượt. Lại móc tiếp 3 xích. 7 mũi móc kép.
Các bạn móc đi nhé. Mỗi một ô móc chúng ta lại làm cho chiếc dây của mình dài thêm một chút. Tùy theo ứng dụng của các bạn có thể móc dài hoặc ngắn. Ở mẫu họa tiết này, mình móc bằng sợi 2mm nên nhìn khá dài dặn. Nếu các bạn lựa chọn móc trang trí thì các bạn cũng có thể tùy chọn những cái sợi dây nhỏ hơn hoặc to hơn. Khi móc mẫu họa tiết này, ta được cái dây có hai mặt đều giống nhau. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn kết hàng nhé. Khi móc được đoạn dây dài ưng ý, thì các bạn kết hàng ở điểm này nhé. Ở đây mình rút một mũi móc trượt, sau đó móc một mũi móc xích. Thế là đã móc xong sợi dây rồi. Chúc các bạn thành công nhé! Các bạn chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để mỗi khi mình có video mới, các bạn nhận được đầu tiên. Các bạn có thắc mắc gì ở phần móc, cứ viết vào bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào!